Đi đâu mà xinh dữ vậy á? Tôi đi xem show bà ơi. Tôi đi xem fashion show. Nên tôi đẹp một xíu với mấy bà. Cũng ok không mấy bà. Chưa kịp làm móng luôn mọi người. Chưa kịp làm móng luôn. Chị béo quá không diễn được em ạ, béo quá. Chị béo quá. Hôm nay trông thật dịu dàng, úi giời. Mọi người qua cái Facebook cá nhân của em nha. Mọi người qua cái Facebook cá nhân của em nha mọi người. Mọi người qua trang Facebook cá nhân của em xem livestream trên TikTok nói gì bọt. Mấy bà thấy tôi đẹp gái, các bà giờ comment chứ đẹp gái tôi thấy. Make up là tôi liên hệ Duy Anh nha. Nói Facebook supply à? Ui dồi ôi. Chị có biết like TikTok đâu. À nói phở bò được à? Thế đi qua phở bò chị nhá. Vì like bên này bán hàng là nó gì pọt gì đấy đâu biết đâu. Các bác bên này thấy em đẹp comment em câu cái các bác im lặng đi, em khó chịu đấy, tưởng rủ râm đấy. Xinh xỉu. Hôm nay chị đi xem show của áo dài nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu. Chào Mimi. Trang ơi nhớ anh không, anh là thằng đéo nào. Này nhìn không ra nếu không nghe Trang Khàn nói. Thôi tôi mời các bà qua cái trang Facebook của tôi nha. Tôi bán hàng bên đó nha. Tôi tám chuyện với mấy bà. Cho mọi người dòm xa cái bộ áo dài cái nhá. Này, tôi nói với bà nghe, tôi gọi là nhịn ăn nhịn uống đấy mấy bà. Chờ ấy, tôi đứng đây cho mấy bà dòm bộ áo dài. À bộ bộ chị nám Đông Sung mới về hàng nè. Giá nhiêu đây? 1850 nha. Nhân viên nó thế nào đây? Dán cái tem ở đây em xin phép bóc ra này. Đó rồi. Hôm nay mặc áo dài Minh Châu như mấy bà xui mấy bà. Nhớ là nhà thiết kế Minh Châu ở đường 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 Sư Sư Vạn Hạnh nối dài nhá. À quên, đường Lê Hồng Phong nối dài. Còn đâu nhiều má, không có làm tự trọng mà.
may nhái áo người ta xong bảo là em là chi nhánh của nhà Minh Châu lại cụ đó. Bộ chị Nám Đông Sung mới về hàng này, tối tôi tư vấn bộ chị Nám cho mấy bà nha, ok chưa đó, ok chưa. Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió, có phải người còn đó là... Rồi hát không được rồi, thôi. Đây là bộ chị Nám Đông Sung như mấy bà. Đó. Ok chưa? Trời ơi. Trời. Trang Facebook em là Trang Trần của dấu tích xanh. Rồi. À thế à? Thôi mọi người qua bên đó đi, không biết đâu. Cũng gầy. Qua phở bò nhá. Chào mọi người. Cái gì Huy Dương tình yêu? Cái gì ông Huy Dương kia? Trời ơi ông Huy Dương ơi, ông bảo tôi tình yêu là hiền hơn nữa rồi. Làm gì có cái gì mà hiền hơn ông ơi. Cho chị một cái. Tiến ơi. À, Trang ơi cho chị một cái điều khiển điều hòa. Rồi. Cái remote điều hòa chị. Đây rồi, có rồi, có rồi, có rồi. Hôm nay dân chơi, chơi điều hòa nhé. Mở điều hòa. Áo dài đẹp quá đúng không chị Hồng Thu Phạm? Các chị thấy em đẹp quá, các chị bấm cho em một cái nút share chia sẻ nha. Em có biết có buôn bán được gì tầm này không? Tình yêu lại hiền hơn nữa rồi. Làm gì có... Áo dài đẹp quá đúng không? Áo dài đẹp không mấy chị? Các chị nào chuẩn bị làm bà xui bà xiết rồi các chị liên hệ nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu. Hôm nay với rồi em phải chịu khó là hôm nay em dân chơi mấy chị nha, bình thường em livestream không bật điều hòa, bật điều hòa cho má này. Hôm nay sang chảnh bật điều hòa như mấy chị. Các chị thương em bấm cho em một nút share chia sẻ em kiếm lại 2 triệu tiền điện cái. Tháng này hết 2 triệu rưỡi tiền điện rồi mấy bà. Khổ thật sự luôn. Tháng này mất 2 triệu rưỡi tiền điện. À 6 giờ chị từ nhà đi em. Em mấy giờ đi? Em đi xin ô. Đó. Rồi. Tà áo em bay 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 trong gió nhẹ nhàng. Cái áo này không bay được nha. Cái áo này nó kết dính bằng tay pha lê và những hạt ngọc trai cao cấp sang trọng như mấy bạn. Gì đấy Kiến, lên đây với mẹ nào. Tại sao lại không cho con bộ đồ? Trèo lên đây với mẹ đi, con gái yêu của Con mẹ cho tình con nồng. bỏ giờ. Con gái ơi.
Hôm nay con đi. Mẹ đi event. Con gái thấy mẹ mới xinh đẹp không? Dạ có. Có yêu mẹ không? Cái gì? Dạ có. Có thương mẹ không? Dạ có. Hôm nay chơi với hai chị vui không? Dạ có. Có hai chị. Một chị một em vui không? Dạ có. Thế bây giờ con muốn làm cái gì? Không biết. Ừ. Mẹ yêu con tình đồng mà con ở yêu. Là ngày mai chị Xu về. Ngày mốt chị Xu mới về. Bây giờ mẹ bảo con là con gái tình đồng của mẹ. Con ơi. Con đi ra ngoài để cho mày bán hàng đi, mày phải kiếm ăn mưu sinh. Từ hôm qua đến hôm nay con bao bạn bè đi ăn đi chơi là tốn tiền của mẹ. Mẹ đâu có la, đừng cho mẹ kêu con ra ngoài, mọi người thông cảm em ạ. Em bán hàng mấy cái túi để mà với những chiếc áo dài. Con làm luôn bài tập học kỳ thi nha mẹ. Ừ con cứ làm bài tập cho mẹ đi. Con làm bài tập xong rồi. Thật sự mỗi khi em khoác lên mình một chiếc tà áo dài Việt Nam, em tự thấy mình đằm thắm hơn hẳn. Mỗi khi em trở thành một cô gái Việt Nam, em khoác lên mình chiếc tà áo dân tộc, em thấy mình phải bớt sân si, bớt khẩu nghiệp và không chửi nhau trên mạng xã hội. Em nghĩ rằng là em cần phải sắm vài bộ áo dài để em có thể đứng đây hầu chuyện các chị. Hôm nay các chị thấy em có đẹp không ạ? Mặc áo dài Minh Châu em thật là dịu dàng với các chị. Đấy, các chị đâu? Chúng nó kêu em làm silicone. Mà silicone em, cái cặp ngực của em nó cũng đâu có trương phi lì lợm. Hai quả trứng gì con? Hai quả trứng, trứng gà em ạ. Ăn trứng chim. Mẹ nghĩ là có thể, ok. Đúng rồi, lên đồ đi Fashion Week đâu em. Hoàng Bảo Quyên ơi, chị thích gọi được không? Chị thích gọi được không em? Khi nào mà trên cái chứng minh thư nhân dân của em, tôi chết rồi quỷ. Trang ơi. Kiến ơi. Nghĩ là vừa gọi vào là mình mất cái clip luôn rồi. Lợn ruột. Chờ em xíu ạ. Được chưa mấy chị ơi? Bà khỏe rồi chị? Trang ơi, Trang cầm cái này xuống đường Tuấn này, nói rằng là có ai đến bảo lấy cái tờ giấy gửi tiền ngân hàng của chị Trang thì đưa. Dạ con mới đi gửi sổ tiết kia. Trời thần. Đó. Thật sự mỗi lần mà mặc lên chiếc áo dài Việt Nam, áo dài dân tộc này này, em không dám chỉ bậy luôn mấy chị. Các chị công nhận không? Mỗi một lần em mặc một chiếc áo dài, trông em cũng rất là Việt Nam luôn. Em khoác lên mình chiếc áo dài, trông em cũng rất dịu dàng luôn mấy chị. Và đây là một trong những cái mẫu áo dài của nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu, hàng Riu nha mấy chị. Ở đường Lê Hồng Phong lối dài, hình như là 835 hay 385 gì đó. Nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu. Chị nào mà chuẩn bị cưới là một này, đi tiệc là hai này, đi những cái buổi hội nghị quan trọng mà các chị cần một sự duyên dáng, các chị không nên bỏ qua mẫu áo dài của nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu. Đó, các chị thấy không? Mặc dù người em hơi đuỗn, bụng em hơi to, vòng bụng đang là 109, vòng mông đang là 113, vòng ngực đang là 96. Tuy nhiên, Minh Châu đã đem đến cho các chị một cái ánh nhìn về cái bộ áo dài vô cùng là đẹp mắt. Em xin đứng lên bục chữa chị vừa lòng. Chiếc áo dài tà đằng sau này chị ứ
Tàng trước này với chị. Hôm nay mặc áo dài nhé thì các chị Atifan vào chửi em thoải mái nhé, em xin hứa không chửi lại đâu ha, yên tâm. Với chiếc áo dài duyên dáng này thì em sẽ không nói bệnh và không chỉ tục, bởi vì mình khoác lên mình một tà áo dài truyền thống, mình phải là một người phụ nữ đoan trang và hiền hậu. Ok chưa mấy chị? Áo dài Minh Châu lúc nào cũng đính chị nhỉ? Không, có những mã thì đính, có những mã thì thêu tay em, có những mã thì trơn. Chị mặc rất nhiều áo dài của Minh Châu và chị cảm thấy rất hài lòng và vô cùng ưng ý. Đến với áo dài Minh Châu từ những người phụ nữ còn trinh, à quên, xin lỗi, từ những cô gái đang ngồi trên ghế nhà trường vẫn có thể mặc trên mình những tà áo dài trắng trơn xinh đẹp. Với những cô gái đã mất trinh và có chồng thì các chị hoàn toàn có thể chọn những mẫu áo em đang mặc đây. Và những bà xui thì không thể bỏ qua những chiếc áo dài cưới của nhà thiết kế Minh Châu. Các bạn hãy sợt đặng trọng Minh Châu của bạn Trung là Trang Khàn đó các mọi người. Báo em mình đó. Mình một phút PR quảng cáo cho em mình đã xong. Giờ mình sang cái chuyên môn chính của mình đó là bán hàng nha các chị. Bữa nào bé bóng ghé quán thăm sếp và chị Nhung gửi sếp ít rượu táo đỏ cho sếp nhâm nhi nha sếp. Mày lại định hại chị à? Mày để chị say à? Nếu như mày ghé thì mày nhắn tao. Rồi mày uống với tao cái chai rượu đó. Chứ mày ghé mày tặng tao, mày để tao say một mình. Mày để tao say tao béo một mình ha. Như thế là mày hại chị đó em ạ. Đấy, hôm nay em không có chỉ bậy nha mấy chị. Thở mạnh một phát. Hư. Thằng khốn nạn cam. Thằng Đình Can là khốn nạn chứ các chị. Các chị thương thằng Đặng Trọng Minh Châu thì đừng quên thương thằng Đình Can của em. Thằng đấy nó bán quần áo con nít nhưng chị dạo này hơi ế. Kinh tế khó khăn dạo này hơi ế nhá. Thằng Đình Can nó bán quần áo trẻ con, nó bán khô cá lóc, nó bán khô cá dứa, nó bán tôm khô củ kiệu, nó bán tôm khô tôm đất. Nó bán sang cả cái mắm tép, mắm tôm nhá các chị. Các chị vui lòng liên hệ nó giùm em ha. Hôm nay em vào vai mẹ chồng dạ. Không mà em mới có đứa con gái thôi ạ. Nên có gì em sẽ vào bà xui mẹ vợ. Các chị có thể bấm chụp cho một bức hình không ạ? Quá xinh luôn và quá nguy hiểm. Trời ơi. Cam này thấy mấy chị xinh không ai Cam? Áo xanh này mà xách thêm túi tràn neo thì đẹp không em? Chưa chắc. Rồi. Có phải là quá đẹp không mấy chị? Sợi. Các chị cho em hỏi. Với chiếc áo này em mặc cái, đeo cái túi nào? Sợi. Thế nào mấy chị? Sợi. Sợi. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Ngọt ngào đến mấy vung tan bờ tay. Màu này đéo đẹp. Vào cái áo này, màu này được. Cái màu này vào chiếc áo này là đéo đẹp nha mấy chị. À quên, nhầm không đâu bạn. Không đẹp nha, màu xám vào chiếc áo xanh lục bích này là không đẹp. Màu hồng thì đẹp. Màu xanh ngọc thì đẹp. Dạ, mã này là heo mệt. Mã này là heo mệt nha mấy chị. Heo mệt này da vân đà điểu. Rồi. Rồi. Tuyệt vời quá mấy chị ơi. Sale cho mấy chị mã này hôm nay còn có 3 cái thôi. 1550 nhá. Cái này 2050 giảm còn 1550. Dịu ca mày. Tóc này mới là nó gắn 1000 cái loại tóc lên đầu cho tao đấy. Nó gắn 1000 cái tóc trên đầu của chị nha Can. Túi màu trắng nha chị. Màu trắng có đẹp không? Cái gì mà chị diễn vơ đấy không chị? Em nhìn cái mặt chị nó có chữ vơ đấy nào trên mặt không?
Chị lạy em, chị cắn rơm cắn cỏ, chị lạy em, nhà chị bán hàng em ạ. À, trời ơi, hôm nay chị đầu tư chị bán hàng mà em cứ bảo chị vơ đét không. Em nhìn chị vơ đét chỗ nào em nói chị coi. Chị bán bún nha. Chị nhắc lại là chị bán bún đậu mắm tôm. Chị đã bán nhiều năm nay rồi. Vui lòng không lôi chị vào showbiz nhá, để chị bán bún ha. Hôm nay đến với những cái áo dài mà bà Suy này đùa chứ. À, những các chị mặc áo dài ấy, các chị đeo những cái túi Hermès này này là cực kỳ hợp. Cái mã này em không còn nhiều. Nhưng mà mở bài cho cái vụ của livestream bán túi hôm nay thì em giới thiệu với chị là mã túi này. Ha, em giới thiệu với chị mã túi này. Cái màu này ấy là màu xám là màu xám khói nhưng mọi chị. Cái này là size của nó là size đáy 20. Size đáy 23. Size trên là 20 nha. Mã này là khóa gôn. Và với những chị nào hay mặc áo dài, mặc đầm thì các chị lựa chọn cái túi này là số 1. Mã này bình thường là full 2050. Hôm nay em giảm cho mấy chị vì cái này chỉ mỗi mã chỉ còn 2 3 chiếc. Là em giảm có cái chỉ còn một chiếc thôi. Cái màu xám tro này là còn một chiếc này thế này. Đó, màu xám tro là còn một chiếc này. Nên mã này ha, các chị có thể đeo vai này. Các chị có thể đeo vai bằng cái này, bằng cái dây này ha. Khi chị đeo vai chị sẽ lồng nó vô. Thì cái mã này này nó rất là hợp với những chị nào hay đi tiệc, và hay đi đám cưới, đám xin, đám thôi nôi, đám ma, đám thực thọ. Đó là các chị mua cái túi này rất đẹp đây. Nếu chị muốn đeo vai thì đeo như thế này này. Đó, thấy chưa? Thì cái túi này nó rất là phù hợp với những chị nào điệu đà. Thì mã này em chỉ có còn 3 màu nha mấy chị. Mã này em còn 3 màu, em giảm cho chị nào là 1550. Chị nào lấy mã này 1550 vì cái này là hợp với áo dài, hợp với váy, hợp với cả đồ jean. Cái con keo lì này này nó là cái dòng mà người ta gọi là đỉnh cao của những cái túi có thể gọi là cái túi quốc dân đấy, thì chính là con keo lì này đó. Cái con keo lì này các chị đeo đi tiệc được, ví dụ như Birkin thì các chị không đeo đeo đi tiệc được. Đây là màu xám nha. Đấy, cái này size đáy của nó là 23, size đầu là 20. Cái này em chỉ còn 3 màu nha. Màu xám là một này. Úi dồi. Màu xanh ngọc là hai này. Màu xanh ngọc là hai. Và màu hồng là ba ha. Mã này chỉ còn 3 màu này. Nên chị nào lấy mã này giảm cho mấy chị còn 1550. Ok chưa? Son em đang đánh màu, son môn đang đánh là ma mô đê số 23. Ma mô đê số 23 son đang đánh nha. Đó, chị nào lấy mã này chụp lại giùm em này. Đó. Còn với những chị nào á, với những cái chị mà điệu ấy, thật sự nhà em lại bán được, dạo này bán được sẽ rất chạy cái này. Thật sự em cũng không thể tin nổi cái mã này, các chị xui cực kỳ thích cái này. Đó. À, cái túi vừa xong còn có màu này nè mấy chị. Cái túi vừa xong có màu, cái túi hơi mệt vừa xong có màu nâu nha mấy chị. Trời. Có màu nâu luôn nha mấy chị nha, có màu nâu luôn nha. Ok chưa? Có cả màu nâu da bò. Chị nào lấy mã này chụp lại giùm em nha, lấy mã này chụp lại giùm em này. Đó, ok chưa? Đẹp như một giấc mơ chưa? Đó, có bốn màu nha. Đấy, mắt cận thị có nhìn thấy đâu. Đó, chị nào lấy chụp lại giùm em. Đó. Và cái túi mà nhà em bán được đợt này rất chặt và vừa lấy thêm đợt nữa về, chính là con này. Đó, các chị thấy không? Những chị nào á mà hay đi tiệc ha, những chị nào mà hay đi tiệc ấy, mà rất thích lấp lánh là cái này. Trời ơi, mấy chị rất mê cái này, em không hiểu. Có thể là em là một cái người không điệu nên là em không thấy cái mã này nó hợp với em. Nhưng mà sau khi mà đám cưới em xong ấy, em bán cái mã này rất chạy, bởi vì là các bạn ấy bảo là mẹ em rất thích một cái túi lấp lánh, mà đi ra mấy cái shop thì cái đá nó không được đẹp. Đó. Cái đá không được đẹp. Thì các chị ơi, các chị mà sang sang các chị thích cái túi này này đó. Ok chưa? Đó. Cái này cũng 1550 nha. Cái này 1550 này. Đó. Nó không phải đẹp đâu mà các chị, mà nó rất là đẹp vì cái dạng đá của nó ấy. Sao bật điều hòa vẫn nóng như mấy chị nhỉ? Đấy, cái điều hòa này đang phải xích ra giữa cửa này này. Cái điều hòa phải xích ra tận đây này, mới mát này. Đó, đây. Mã này 1550, size của nó là size 25 nha. Cái này, cái dây này các chị có thể để vào trong túi cũng được này. Đó. Size 25 và cái này là có hai ngăn nha. Các chị thấy em không nhỉ? Đó, chị nào thấy em comment giùm em xem ba màu này các chị thấy màu nào đẹp. Màu đen là một này. Màu trắng là hai này. Và nó có màu gôn là ba. Đó. Cái gì mà chị xiên vơ đấy không chị, em nhìn cái mặt chị.
học cái gì? Cái gì để bà chị tôi yên với? Trời ơi chị thật, buôn bán nó cũng... Ê! 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 Bây giờ mình thấy cái túi này nó hợp với bộ đồ. Liberty Trần. Mắt con rắn này màu xanh lục bảo. Ô. Ôi cả nhà. Thôi chết tôi rồi. Có phải chiếc túi này sinh ra cho cái váy này không? Chết tôi rồi mấy chị ơi. Các chị nhìn hộ em cái, có phải cái túi này nó hợp với cái váy này không? Để được hàng bao nhiêu cái điện thoại và bao nhiêu cái sạc điện thoại ở đây. Ôi mấy chị ruột ơi, mấy chị xui của em ơi, thôi chết em rồi các chị ơi, các chị xui ơi. Mình đi sang nhà trai nhà gái mình khè phát coi, mình đi sang nhà bà thông gia mình khè phát coi, mình khè một phát này như cái lưỡi con rắn nó rờ ra một cái. Trời ơi ta nói, các bà công nhận là cái túi này nó hợp với cái áo của em không mấy chị? Tự nhiên cầm lên hợp ngang luôn mấy chị, vì đang phân vân, bởi vì nhà thiết kế người ta đưa cho em cái này này mấy chị. Nhà thiết kế người ta đưa cho em cái quạt. Nhà thiết kế đưa cho em cái quạt nha mấy chị, để em cầm. Em quạt nha mấy chị. Nhưng mà em cầm cái túi này em thấy hợp ngang luôn mấy chị. Tự dưng mình thấy hợp ngang, bởi vì là cái áo này màu xanh lục bảo mà cái mắt con rắn nó màu xanh lục bảo luôn. Thôi chết em rồi mấy chị. Tự nhiên là em thấy là hợp ngang luôn đấy chị. Các chị công nhận không? Các chị thử ra thử thử chấm điểm cho em cái outfit này mà cầm cái túi này thì bao nhiêu điểm? Cái outfit này mà cầm cái túi này là bao nhiêu điểm mấy chị? Cầm thế nào đây? Thật sự tự dưng thấy nó hợp ghê mấy chị. Đúng với bà. Các chị bảo em cầm cái quạt hợp hay là cầm cái túi hợp? Hả mấy chị, cầm cái quạt hợp hay là cầm cái túi hợp? Công nhận nha. Cầm quạt nha. Cầm quạt hay cầm túi hợp? Các chị comment cho em cầm quạt hay cầm túi hợp. Trời thần. Hợp không mấy bà? Chào dâu Phạm, chào em. Mọi người thấy em cầm quạt hay là cầm cầm túi mọi người? Cái này giá 1550 nha mấy chị nha. Size 25 này. Cầm túi chị ơi, Lê Hoàng Lợi cầm túi, dâu Phạm cầm túi. Trời thần. Mày định hại chị. Bởi vì cầm quạt thì chị không biết nhét cái điện thoại vào đâu em ạ. Chả nhẽ cầm vừa cầm cái quạt vừa cầm cái điện thoại à? Phải cầm cái túi em ạ. Đó. Cầm túi đúng Lê Hoàng Lợi. Ok Lê Hoàng Lợi, nghe lời em, tối nay đi Fashion Week cầm cái túi cho nó sang trọng. Cái mã túi này nha, 2050 giảm còn 1550 nha. Đó, cái này có 3 màu này. Màu trắng này. Màu gold này. Màu trắng, màu gold và màu đen nha mấy chị. Đó đây. Có 3 màu, trắng, gold và đen. Đó. Chị nào lấy mã nào chụp lại giùm em này. Màu đen thì huyền ảo lắm. Màu đen thì đẹp tuyệt vời. Đó. Màu trắng thì cực kỳ dịu dàng, màu gold thì cực kỳ sang. Đó, thấy chưa? Mọi người lấy mã này 1550 nha, chụp hình inbox lại em nha. Túi mới sang à? Ok, cầm túi và tiền tí đi nhậu chuẩn có mẹ luôn. Cái túi này nó to đến mức em có thể để một cái quần đùi xà lón bên trong và một cái áo ba lỗ. Để mình về mình vào quán bar mình thay mình nhậu ở nhậu mình quẩy luôn. Đó, ok chưa? Mã này chụp hình inbox lại em nha. Ok nha.
Cầm quạt đi theo, cầm điện thoại tao lại mày. Tại sao em mở điều hòa vẫn nóng nhỉ mọi người nhỉ? Chào Kiệt em ơi. Có rất nhiều chị á là hay hỏi em là mặc áo dài á thì thường thường cầm cái túi nào đẹp, thì em nói thật chị, trong tất cả các loại túi ấy có một cái túi rất đẹp. Kiến ơi cho mẹ một gói khăn giấy khô vào đây. Trong các loại áo dài ấy, có một cái túi mà sẽ rất là đẹp, hợp cực hợp với những chị mặc áo dài. Mẹ xin cảm ơn con, con đóng cửa đi, không đẹp không ăn tiền. Đây là các chị thật sự này, các chị nào mà hay đi làm xui ấy, mấy chị mà hay đi làm xui mà làm mẹ chồng mẹ vợ mẹ dâu gì đó mà các chị chuẩn bị cưới con nhé, thì cái gì con Nói cho nó câu này rồi đi ra đi. À con làm bài thi xong hết rồi. Bài thi xong baby ra con làm xong hết rồi nha mẹ. Mà do là cái bài này chứ nó không gửi được, thường thường gửi được mà lần này tự nhiên con vút qua để gửi mà không có gửi được nha mẹ, chứ không phải là con không gửi bài tập nha mẹ. ok Thế ok mẹ đừng có hiểu lầm nha. Ừ, mẹ không hiểu là mẹ yêu con lắm Nói từng chung là đầu. con làm bài tập xong hết Con rồi. ra ăn cơm đi. Ừ, uống nước trái cây cho mẹ. Dạ vâng, dạ vâng. Đó, đây chị nào em mới đặt cái túi này này. Những chiếc túi này là những chiếc túi cực kỳ phù hợp. Đó, không đẹp là không ăn tiền. Cái này ấy, thì nó cực kỳ sang với những chị hay mặc áo dài. Đây, con Coco này, con Coco size 28 này cực kỳ đẹp. Các chị công nhận là cái túi này đẹp không? Cái túi này các chị đi tiệc này, các chị cầm thế này là cũng đẹp này. Đây, các chị cầm thế này là cũng đẹp luôn. Các chị công nhận với em, các chị thấy công nhận em cầm cái túi này đẹp, các chị nhìn giùm em cái này. Các chị cầm màu đỏ này, thấy không? Nhưng chiếc túi này này nó cực kỳ hợp lý luôn, cực kỳ sang trọng luôn. Này cầm màu đỏ này. Đó, cầm màu đỏ tươi này. Đó, thấy không? Cái áo dài là hợp nhất với cái túi này, em khẳng định với chị luôn. Màu vàng này. Đó, thấy không? Màu trắng này. Đó, thấy không? Thì trong các mã túi mà để hợp với áo dài, chào chị Lê Thanh, thì cái mã túi này là hợp với áo dài nhất nha. Cái mã túi này là túi hợp vô cùng với áo dài, mà không thể nào mà mình bảo là mình tìm được một cái lỗi gì đây. Thấy chưa? Kể cả tối nay đi event cầm cái túi này luôn, tối nay đi event cầm cái túi này luôn vẫn đẹp, bởi vì là áo dài nó cực kỳ hợp với mấy cái túi mà dòng Coco này. Tại vì cái áo dài, những chị nào hay mặc áo dài hoặc là mình có mẹ ấy. Em cảm ơn chị Lưu Kim Giang, em cảm ơn chị Hồ Điệp ha. Nếu như mà các chị nhá mà mặc áo dài hoặc có người thân may mặc áo dài nha, đúng rồi, mấy chị mặc áo dài nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu, thì mọi người dùng cái túi mà có e quai này này, cực kỳ sang trọng đó. Thì cái túi này nha, size 28, size 28 đó. Chị nào lấy mã này chụp lại giùm em nhé, em có từng đấy màu. Hôm nay em đang giảm cái mã này còn 1750, 2250 giảm còn 1750 nha, 2250 giảm còn 1750. Chị nào lấy mã này chụp lại giùm em này. Màu trắng này thì cực kỳ sang trọng nha, màu trắng cực kỳ sang trọng đó. Màu đầu tiên màu trắng này, màu số 2 là màu xanh lục bảo này đó, màu số 2 là màu xanh lục bảo giống cái áo em đang mặc này đó, green này, xanh lá đó. Màu số 3 là màu vàng này, trời, màu vàng là màu kim, những ai mệnh kim đeo cái này thì cực kỳ rực rỡ đó. Màu số 4 là màu đỏ, là màu đỏ ớt, màu đỏ ớt và có màu đỏ đô như mấy chị đó, đỏ ớt và đỏ đô, ok chưa đó. Và màu cuối là màu gold,
Màu gold thì nó sang vô cùng luôn. Nên cái này em giảm 1750. Giảm cái mã này còn 1750. Cho chị nào lấy mã này nha. Và mua cái mã này em sẽ tặng một cây son. Ok chưa? Chốt tặng một cây son môi cho các chị. Ok là chưa? Không đẹp là không ăn tiền. Đó. Chị nào nhìn túi nha em này. Nó sẽ có một cái dây đeo dài nha mấy chị. Nó sẽ có một cái dây đeo dài như thế này. Và cái dây này các chị cởi ra được nha. Các chị tháo ra được này. Đó. Các chị tháo cái dây ra được này. Ok chưa? Và cái khăn này là cái khăn em bán theo túi là 80.000 một khăn nha. Cái khăn này không là khăn tặng. Cái khăn này không theo túi. Mà chị nào muốn mua khăn này là trả em 80 nha các chị nha. Đó. Khăn buộc túi. Đó. Có rất nhiều mã khăn buộc túi nha. Đó. Chị nào lấy chụp hình lại dùm em. Ok chưa? Đó. Bên trong này. Bên trong có hai ngăn nha mấy chị. Đó. Chụp hình lại dùm em này. Ok chưa? Đó, ok chưa? Chị á, là ai hỏi em nhỉ? Su này chị đẹp quá cơ à? Thằng khốn nạn can comment cái gì đấy? Bị cận thị. Hôm nay mặc áo dài xinh không chị? Các chị thấy em mặc áo dài mới xinh không? Trời ơi, hôm nay mặc áo dài là tươi lắm mấy bà ơi. Chị Huỳnh Phương Anh thấy mấy mặc áo dài xinh không? Màu gold nó đẹp lắm. Các bà tôi xin cười một câu coi. Quá trời đẹp. Hôm nay mấy ông chặt chém đúng không Kiệt? Quá trời đẹp luôn. Thằng Can nó kêu chị thở mạnh đấy. Thằng Can nó kêu chị thở mạnh em hiểu không? Trong khi chị đâu có đến mức độ béo lắm đâu em. Này đi event mà cầm cái quạt này thì trông đẹp ha. Thật sự cầm cái quạt thì trông đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Thật sự rất đẹp luôn mọi người. Mà lại không có cái để mà để điện thoại. Không có cái để điện thoại mấy bà. Chào Lâm Mỹ Vân. Lâm Mỹ Vân mà chào chị một tiếng coi nè. Mày thấy chị mặc áo dài được không? Hồng lâu mộng không? Thấy chị giống hồng lâu mộng không? Cầm cái quạt giống trong phim hồng lâu mộng không? Đó. Hôm nay á, mặc áo dài, tươi. Tôi còn mấy cái này tôi sale cho mấy bà này. Mấy cái mã này tươi em giảm cho mấy chị nha. Giảm mạnh cho mấy chị này. Cái mã này này. Mã này là cực kỳ đẹp, da bê mềm này. Da bê mềm nha, chị nào lấy mã này chụp lại giùm em này. Cái này có một dây đeo dài nha mấy chị.
Cái này bình thường 1650 nha. Bình thường mã này 1650. Hôm nay giảm cho mấy chị mã này còn 1350, ok chưa? Mã này giảm còn 1350 cho chị nào lấy mã này. Đó, ok chưa? Chị nào lấy mã này chụp lại dùm em. Đó, ok chưa? Mã này nó có 3 5 màu. Mã này có 5 màu, đầu tiên màu đỏ đô này. Cái gì? Trời ơi, tại vì là mày hay comment chị, mày khen chị xinh. Chị phải gọi tên mày để xem mày có thấy chị xinh thật sự hay không. Màu đỏ đô này, màu xanh bạc hà này, đó, màu trắng tinh này, đó, màu da bò này, đó, và màu xanh dương. Đó, thấy không? Mã này sẽ giảm cho các chị còn 1350. Da bê mềm nha. 1650 giảm còn 1350. Ok chưa? Cái này không đẹp là không ăn tiền nha. Không đẹp không ăn tiền. Da bê siêu mềm. Đó. Đằng sau của nó này có một cái ngăn nhỏ này. Chị nào lấy mã này chụp lại giùm em này. Đó, cái mã này các chị có thể đeo trên vai nha. Đeo trên vai này. Đeo vai, đeo khuỷu tay này. Đó. Ok chưa? Đeo khuỷu tay này, màu xanh dương này. Màu nâu này. Đó. Màu nâu này, nâu cà phê là siêu sang này. Đó. Màu trắng này. Đó, ok chưa? Đó. Màu xanh là xanh ngọc này, xanh bạc hà này. Và màu đỏ đô. Chị nào lấy mã này chụp hình lại giùm em nha. Lấy mã này chụp hình lại giùm em. Đó, 1350 nha các chị nha. 1350. Ok chưa? Đó. Chị nào lấy chụp lại giùm em, ok. Tuyệt vời mất rồi. Trời ơi, ta nói. Áo màu xanh lục và cầm cái túi màu xanh bạc hà có hợp không mấy bà? Đi event mà vẫn like, biết vì sao chế tôi giàu rồi. Phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Còn 30 phút nữa em ạ. Trời ơi, khen giết chung mà em định. Có cái gì đâu mà định em. Chị cũng hơi đẹp, em hiểu không? Chị cũng hơi đẹp. Đó, ok chưa? Đó, ok chưa? Chụp hình lại giùm em nha. 1350 chị nào chuyển khoản hết phí ship. Đó. À, trong cái mã này nha. Trong cái mã này em còn cái con này. Đó. Con này cũng đẹp nha, cái này còn 1-2 cái thôi này. Đôn chề gặp ba nà. Trời ơi, ta nói đây. Các chị có thể đeo bằng đeo tay này. Đeo vai này, đó. Đôn chề gặp ba nà, cái này đeo được nhiều kiểu. Cái này đeo được nhiều kiểu này. Chào Nguyên Khang. Có ba lô đi ở, chị chờ em tí. Em lên liền. Đó, trời ơi. Cái này cũng giảm cho mọi người còn 1350. Mã này cũng giảm còn 1350. Cái này có 2 dây nha. 1 dây dài và 1 dây ngắn nha. 1 dây dài, 1 dây ngắn. Chị nào lấy mã này chụp lại giùm em này. Đó. Đó. Cái này em đang bọc ly lông nha. Đồ mới nha. Đó. Dây dài của nó này. Ok chưa? Đó. Đó, ok chưa? Nha, chị nào lấy mã này chụp lại giùm em này. Đấy, đeo dài đến cái dài cỡ này như mấy chị. Thì cái dây này các chị có thể tăng đơ lên này. Các chị bấm lỗ tăng đơ lên cao hơn này. Ok chưa? Giảm cái này còn 1350 như mấy chị. 1350. Đó. Rồi, em qua mã này nha. À, đây. Đây, cái mã này. Tử mạng em hiểu. Ba lô đi ở có em nha. Đó, ví dụ như mã nhỏ nhỏ này. Hôm qua có chị nào nhắn tin em hỏi là LV có mã nào kẹp nách không thì mã này nha. LV mã nào kẹp nách không thì mã này, ok. Đó, ok chưa? Đó. LV có mã này kẹp nách này. Màu đen và màu nâu. Đó, chị nào lấy mã này chụp hình lại này. Cái mã này thì cũng có một dây dài, một dây ngắn như mấy chị. Mã này cũng có một dây dài, một dây ngắn này. Đi tiệc này, ok chưa? Đó, đi tiệc, ok la chưa? Một dây dài, một dây ngắn. Bên trong này. Bóp cái này ra này. Bên trong đây, nó có một dây dài, một dây ngắn. Chị nào lấy mã này chụp lại giùm em.
Ba lô đi ở em có, chị inbox hộ em nha, tại vì hôm nay em mặc cái áo này em không đeo ba lô nó không được đẹp. Đó. Chị nào lấy mã này cũng giảm còn 1350, ok chưa? Giảm cái này còn 1350, có hai màu đen và nâu. Đó. Lâu lâu còn vài cái xả cho mấy chị chơi được đấy. Đó. À nhà em có mã này. Nhà em có một cái mã cầm tay này nha mấy chị. Cái mã cầm tay này không biết còn không, không biết còn nhiều không, nhưng mà tuần trước thì em còn mười mấy cái. Cái mã cầm tay này cũng giảm cho các chị còn 1350, ok chưa? Đó, mã cầm tay này. Chị nào hay mặc áo sơ mi, áo phông ha, là chị đeo được cái này. Bên trong này, đó, các chị tháo được cái này ra này. Thích thì đeo mà không thích thì tháo nha. Đó, cầm tay cũng được mà móc tay cũng được. Ví dụ mặc đồ jean, quần phông áo jean, quần đùi này, mình sẽ đeo tòng ten. Còn không là mình cầm tay, ok chưa? Chụp hình lại giùm em nha. Chụp hình lại mã này giùm em. Size của cái này là size 30. Chiều cao của nó là khoảng 22. Ngang đáy 30, chiều cao 32, yếu sinh lý. Mã này sẽ giảm còn 1350 nha. Ok chưa? Nên chị nào lấy mã này chụp lại giùm em. Lâu lâu này, đó. Trời ơi, ê, công nhận là cái này cũng đẹp nha. Cầm cái này với áo dài cũng đẹp nha mấy bà. Áo dài cầm cái này cũng đẹp luôn. Kiến à, Kiến à, ăn cơm em. Hôm nay chị trang đẹp quá trời thần. Cảm ơn em. Đó. Ok chưa? Tuyệt vời ô mặt trời. Ok là con ma ba. Đó. Để em xem còn cái gì đây. Cái này cũng vậy, nhưng mà cái này mắc nha. Cái này không rẻ. Cái mã này thì không rẻ. Đó. Cái mã này giảm còn 1550. Đó, mặc áo dài đeo cái túi này đẹp này, 1550. Ok chưa? Đó. Thì cái mã LV này nó một set 3 cái. Túi nam á, túi nam em chỉ có kẹp nách thôi anh. Túi nam em có kẹp nách, đó. Mã LV này các bạn đây. Thấy không? Mã LV này, đó. Nó có một cái để nhỏ này, để tiền này. Và một cái là để mọi thứ kẹp kẹp vào đây nha mấy chị. Để cạc vi giữ thứ này, đó. Mã này em để sale còn có 3 cái thôi, 1550. Cái này là hàng siêu cấp nha. Mẹ em là fan ruột của Kiến này. Và cái này các chị có thể đeo vai này, các chị có thể tháo ra nha. Cái này các chị cũng có thể tháo ra này, không đeo, để thành cầm tay. Với những chị nào hay đi tiệc này, đóng hai cái nắp vào đây, đóng hai qua vào đây này, để cái dây bên trong, và các chị có thể đành thành đi tiệc. Đó, ok chưa? Đi tiệc các chị dây cầm tay này. Đó, đi tiệc này. Đi tiệc này các chị. Đó, vẫn đẹp nha các chị. Đó, chào chào mừng Nguyễn, chào em, cảm ơn em ơi, chị xinh quá à. Nên chị nào lấy cái này em giảm còn 1550 nha. 1550, ok chưa? Đó. Mấy cái túi nhà em nó nhỏ nhỏ xinh xinh không à. Đó. Chứ cái này thì siêu đẹp. Cái này thì siêu đẹp này. Con này size 18. Đó, con này bình thường sale 1850. Hôm nay cũng sale 1550 luôn. Đó. Trời ơi. Sale 1550 mã này luôn nha. Chị nào lấy mã này sale 1550 này. Đây là trà nồi da hạt da thật nha. Đó, các chị có thể cầm tay này, đằng sau này. Đó, size này của nó là size 20. Bên trong này. Ok chưa? À, có chị nào nhắn tin em hỏi là LV có đẹp ha. Em coi cái lấp lánh ở trên like rồi. Cái lấp lánh BVL chị like rồi. Mày xem lại đi. 1550 đấy. Mới về.
Có ba lô đeo vai không chị? Có em. Sao mà nhiều người hỏi alo thế nhở? Trời thần, tôi thề không có bà, vào cái ngày ấy mà tôi mặc cái bộ đồ áo dài như này, không có bà toàn vào hỏi ba lô từ nãy đến giờ mấy người rồi, muốn ba lô kiểu gì nào, em muốn ba lô kiểu gì em bảo chị coi. Trời thần thiên địa, ba lô à? Ba lô nhỏ hay to? Comment cho em ba lô nhỏ hay to. Đây ví dụ như cái này là túi đó, mấy bà mặc áo dài này đẹp đi du lịch này đó đó, ok chưa? Túi như vậy, comment cho em xem ba lô nhỏ hay to. Nhà em đủ loại đủ size, cái này là size 32 nha, con chặt nồi này nha, cái này là 1850 nha, tuy nhiên hôm nay em giảm cho các chị còn 1580. Cái này có hai màu đen và màu bạc nha mấy chị, cái này là hàng gọi là siêu cấp rồi, nên là hôm nay like vội like vàng cho mấy chị nha, hàng siêu cấp. Chào Lê Triều, ba lô mang đi tầm 2 ngày 1 đêm, nhưng mà vấn đề là 1 đêm 2 ngày em mặc mấy bộ? Ví dụ chị đi 2 ngày 1 đêm, chị mặc cỡ 10 bộ đồ, ngủ một bộ, sáng dậy chụp hình bình minh một bộ, trưa ăn nhậu một bộ, tối đi cà phê ăn nhậu một bộ, là 2 bộ, là 1 ngày chị 3 bộ, 2 ngày chị 6 bộ. Em mặc mấy bộ quần áo mùa đông hay mùa hè? Đó mã này nhá, 1580, ok chưa? Đựng được cực kỳ nhiều đồ, không đẹp là không ăn tiền, không đẹp là em không ăn tiền đó chị. Đó ok chưa? Cái màu bạc này này cực kỳ sang luôn. Đó, bên trong cái này nha, bên trong cái này nó sẽ có một cái, đó, một hộp hà thủ ô qua đi ăn không biết đâu. Nó sẽ có một cái này, một cái túi nhỏ này, các chị có thể tháo ra nha, 1850 giảm còn 1580. Đó ok chưa? Tháo rơi rời riêng ra được nha. Đó, cái màu đen và màu bạc này, size của nó là size 32. Hàng của em là hàng siêu đẹp nha. Đó chị thấy không? Em bán hàng là phải đẹp. Đó, các chị dòm giùm em nha, mua hàng chụp lại cho em ha, mua hàng chụp lại em. Mã này 1580. Đó em chụp lại này. Rồi, ba bộ hè ok, lên liền. Rồi, tôi lên ba lô cho bà kia thế nào? Rồi, bây giờ lên ba lô nha. Ngày xưa chị like em không chửi chị, làm sao mà chị chửi em được? Khổ. Đây, ba lô này Balenciaga. Này, con này các em nếu mà đi du lịch, em gấp cái này để ở trong vali cũng được này. Đến nơi mình đi du lịch phượt, check-in. Đó, mình mở ra Balenciaga. Và cái này nha, để được cực kỳ nhiều đồ, để được 4-5 bộ đồ mùa hè. Nếu mà để giày, sẽ để được ra 2 đôi giày chạy size 40 như chị, và 3 bộ quần áo nha. Mã này, mọi người nhìn này, chiều rộng đáy của nó là gần 40 cm. Chiều rộng đáy gần 40 cm. À, chiều ngang đáy gần 40 cm. Chiều rộng của nó là 23 cm. Từ đây đến đây khoảng 23 cm. Chiều cao của cái ba lô này là 44 cm. Đấy, Balenciaga này. Giá của cái này là 1650, hôm nay giảm cho mọi người còn 1350. Đó, giảm cái này cho ai lấy là 1350. Ai vừa hỏi ba lô Dior còn ở đây không ạ? À? Để em like chia, để em like cho ạ. À. Đó, mã này sẽ giảm còn 1350. Đằng sau đeo này, lưng chống nóng này, chống trượt này. Đó, chị nào lấy mã này chụp lại giùm em. Ok chưa? Lấy mã này chụp lại giùm em.
Đó. Ok dây chưa? Đó, chị nào lấy mã này chụp lại. Áo dài đẹp chứ sao khuyên? Đó. Mã này 1350. Còn chị nào vừa mới hỏi có ba lô Dior không? Thì đây, ba lô Dior nhà em có ba mã. Đó, chị nào hỏi em mới nói nha, chứ nhà em thì nhiều nhiều ba lô lắm. Ba lô Dior có ba mã này, mã mini, size nhỏ, size trung và size king size. Size king size 41 rẻ nhất. Size king size 41 rẻ nhất. Cái to thì lại rẻ nhất. Đó. Bình thường cái nhỏ mắc nhất nha. Nhưng hôm nay em sẽ sale đồng giá. Em sale đồng giá cho ba lô còn 1 2 5 10. Tất cả ba lô của Dior hôm nay sale đồng giá 1 2 5 10. Là bởi vì cái ba lô nhỏ này nó rất mắc. Cái ba lô nhỏ này 1 6 5 10 lận. Cái ba lô nhỏ này giá của nó là 1 6 5 10 lận. Nhưng mà giảm cho mọi người còn 1 2 5 10. Vì cái giá ba lô lớn này 1 2 5 10 nha. Giá ba lô lớn 1 2 5 10. Size chung cũng vậy nha mấy chị. Đó, ba size khác nhau này. Nhỏ, trung, lớn. Chị nào lấy mã nào, chụp hình lại inbox bên em gửi hình chi tiết ha. Giảm giá cho chị còn 1 2 5 10. Ok chưa? Đó. Chị nào lấy chụp hình lại giùm em nha. Ok Huỳnh Nguyễn Hoài, em lấy 1 2 5 10 em chụp lại đi. Đó, này, size lưng này, lưng của nó đẹp lắm nha. Hàng thì chị là hàng đẹp nên là nhiều khi mà like cho mọi người vì em hỏi nên chị mới để giá 1 2 5 10 chung cho mọi người. Bình thường chị bán cái này là chị phải giảm thấp nhất là 1 4 5 10. Nhưng mà đấy, em nhìn này có mấy người xem mà. Không đáng. Không đáng để bán nhiều. Vì cũng chẳng có đơn vì là tầm này là tầm mọi người cơm nước rồi. Đó. Size này siêu to. Để được nhiều đồ lắm. Tha hồ. Balenciaga và Dior này cực kỳ đẹp. Đó. Lấy chụp lại dùm chị nha. Bên chị nói này. Nhà chị là không ship code nếu khách hàng mua lần đầu. Còn em đã mua nhà chị rồi thì chị ship code thoải mái. Ok chưa? Đó. Ok chưa? Đó. Cái này em để đồ đủ đồ sẽ phồng hết lên nha, vì cái ba lô này chị cứ để mọi thứ bè bè đè đè lên nhau này. Chụp lại dùm chị, hôm nay chị sẽ giảm cái này 1250. Chị sẽ báo nhân viên chị cái này hôm nay giảm 1250, ok là. Thông cảm để phải báo nhân viên cái này giảm 1 2 của chúng nó không, không áp dụng. Em chụp inbox chị nha để chị vào tin nóng. À, ba lô Dior hôm nay chị giảm đồng giá còn 1 triệu 250 nha. Không có nhân viên chị nó không không sale đâu. Chị biết tính nhân viên chị sẽ không sale nếu chị không báo. Mọi người tưởng mình lừa đảo. Đây có cái ba có cái đeo chéo của LV này. Cái đeo chéo LV này. Ok em nhắn rồi, chị vừa nhắn nhân viên rồi, em cứ để đấy tí nữa. Tí nữa em gái chị trả lời. Đó, cái đeo chéo LV là đỉnh cao này. Đó, cái đeo chéo LV này 1850. Hôm nay giảm cho mọi người còn 1450, ok chưa? Giảm cho mọi người con này còn 1450 này. Lót bên trong da lộn này. Đó. Hàng siêu đẹp. Màu đen nha, cái mã này màu đen size 34. 34 là tính từ bên này. Sang đến từ bên này mới là 34 nha. Đó. Chị nào lấy chụp lại giùm em này. Đeo chéo đi du lịch, em đi du lịch em đeo chéo. Em không bị giật đồ, không bị móc đồ nha. Tuyệt vời mặt trời. Nhà chị bán ba lô bán túi là phải đồ đẹp. Đó. Nên là chị nào lấy mã này chụp lại giùm em. Ok chưa? Đó. Ba lô này, cái đeo chéo này thì mọi người để được nhiều đồ. Rồi, đây, cái áo nó chật. Tôi chỉ muốn để like túi hôm nay thôi. Các bà lại cứ bảo tôi like ba lô với cả đấy, tôi trèo lên đầu hỏng hết mấy cái rễ cây của tôi mấy bà ơi. Cái này nó có một ngăn đằng sau này. Một ngăn đằng sau nữa mấy chị nha.
Cái này tăng đơ được này mấy chị. Này tăng đơ được này. Đó. Nó có dây tăng đơ nha. Đó, mọi người lấy mã này chụp lại, em cũng giảm cho mọi người 1450. Ok chưa? Và bên em nó có một cái ba lô này, chị nào hoặc là mua cho con gái, hoặc chị nào mà lùn lùn còi còi mua cho em bán rẻ cho. Con ba lô trà nồi này này. Túi bao tử vừa xong đấy. Túi bao tử vừa xong đấy. Chờ chị xíu có cái bao tử bằng gọi là nỉ, đẹp lắm, chờ chị tí. Cái ba lô Chanel này này, cái nhỏ này chỉ hợp với những chị nào 1m50-55. Thì các chị hãng mua cái ba lô này. Em to như một con trâu em đeo nó bị xấu nha. Chị nào thấp mua cái ba lô này dùm em ha. Riêng cái ba lô này giảm cho mấy chị còn 1150. Đó. Ba lô này giảm còn 1150 nha. 1150 mã này. Một ngăn nhỏ này. Một ngăn lớn và một ngăn nhỏ. Cái này móc được nha. Cái này móc được này mấy chị. Đó, móc vào đây này. Đó, các chị muốn móc đâu các chị móc. Đó. Các chị muốn móc vào đây các chị móc được luôn này. Đó, thấy không? Đó, mã này giảm còn 1150. Chị nào lấy mã này chụp lại giùm em. Ba lô trà nồi này hợp với những chị nhỏ con này, một ngăn nữa này. Thấy không? Một ngăn nữa luôn. Nên chị nào lấy mã này chụp lại giùm em, và đằng sau cái ba lô này này nó có một ngăn nhỏ này nữa. Cái gì? Lên đây giúp mày làm việc cơ kiến. Kiến 1m22. Ủa, con 1m24 rồi. À 1m24 rồi, ừ xin lỗi. Con đeo con bảo mọi người thế nào? Dạ đây là cái... Nói to lên. Dạ thưa các bố mẹ ơi, đây là 1150. Đây là 1150. Mẹ cháu bán 1.151, 1.150. Mẹ cháu bán 1.150. Cái ba lô màu gì á? Cái ba lô này là màu đen của Chanel. Chanel à? Nào quay sau lưng để cho mẹ đeo nhờ nè. Đó, thì các bạn xem kiến đeo là đẹp nha. Quay lưng ra nào, đừng quay lưng lại. Đó, đó. Những cái chị nào nhỏ con, chị nào nhỏ con đeo đẹp nha. Đó, các chị mua ba lô là 1150. Ủng hộ, ủng hộ. Chanel. Chanel, Chanel, Chanel. Cho con xin cái túi này lên đời. Lên đời à? Lên đời làm gì? Con có yêu của mình, tình đồng đồng xoay, đồng xoay, tình đồng đồng xoay, tình yêu. Con nói mẹ một câu nha. Ừ. Cái nào mà người ta có một con người trên thế giới là ngủ rồi. Ngủ một cái chỗ rất là lạ luôn. Một chỗ nào? Mặt trăng. Ngủ à? Trên núi á mẹ. Ừ. Trời đó. Đó, ví dụ cái Chanel về tí này. Đó. Con là không dám mà rớt một cái thôi chịu. Đó. Đó. Ví dụ như size ba lô nhỏ này, cái này là 1650 này. Đó. Cái LV nhỏ này 1650 này. Đó. Đó, bé kiến đeo nhỏ nha mọi người. Đó. Ok chưa? Đồ đi ra ngoài để cho mẹ bán này. Cho con mượn cái cục sạc Apple đi. Mẹ đang sạc máy mà. Tí nữa mẹ đi làm rồi con mượn đi ra ngoài. Đó. Đây này, mới về cái ba lô nhỏ xíu cơ. Đâu rồi, để đâu nhỉ? Ba lô nhỏ xíu em bao giờ? Em mới về cái ba lô nhỏ xíu đâu nhỉ? Em bị cận thị có hiểu không? Thề luôn, còn đôi khi ê để đâu nhỉ? Cái ba lô nhỏ xíu của em đâu nhỉ? Tiến ơi đưa cái ba lô cho mẹ, cái ba lô ngồi trên bàn đây cho mẹ. À để ngoài kia mấy bà. Rồi, đóng cửa nha. Đây cái ba lô mới về. Ba lô này mới về MLB nha. Ba lô này mới về MLB. Đó. Mã này nhỏ nhưng để được nhiều đồ. Ok chưa? Nhỏ nhưng mà để được rất nhiều đồ. Đó, ok chưa? Mã này 1550 nha. Mã này 1550. Chị nào lấy cái này chỉ có ba lô không có nón nha. Mã này chỉ có ba lô không có nón này. Dây của nó tăng đơ được nha. Dây tăng đơ lên xuống được này. Ok chưa? Đó. Chị nào lấy mã này chụp lại 1550. Cái này thì cả mẹ lẫn con đều xài được. Kiến cũng đeo được mà mẹ cũng đeo được. Đây. Đeo chưa chị nhòm? Ok chưa?
Nên chị nào á, lấy mã này chụp lại giùm em. Lấy mã này chụp lại giùm em nha. Chị ơi có túi dạng to. Không chị có, đợi chị một giây chị lên liền. Đó, chị đợi chị khoảng 2 phút. Chị lên cái ba lô xong cho mọi người nhìn này. Đó, mọi người đeo cái ba lô này là rất là đẹp. Ba lô này nhỏ, gọn, mọi người đi du lịch đeo cực kỳ sướng. Và của nó này, chất liệu này đó, ok chưa? Đó, chất liệu của nó dù này, ok chưa? Đó, mở ra này, để đồ tuyệt vời mặt rồi. Thì MLB nhà em có thêm hai cái set, có nón và túi đeo chéo. Cái này là 1550 nha. Đó, và cái mã của set túi đeo chéo của nó đây. Đó, đây ví dụ cái đeo chéo này cũng MLB, vì cùng MLB chị đeo trước này. Đó đây, đây là mã đeo chéo nha. Em đã đeo cái này nhiều lần rồi này. Đó, có nón này. Cái mã MLB nón mũ này cũng 1550 nha. Đó, đẹp vậy chị. Ui rồi, cảm ơn Diệu Linh. Cái mã này một nón một mũ là 1550 nha. Mã một nón một mũ này cũng 1550, vừa về thêm hàng. Đó, chị nào lấy mã này chụp lại giùm em này. Đó, lấy mã này chụp lại giùm em. Một set mũ và nón. Đó, cái này nó có thêm một màu nữa, đó là màu nút. Nó có thêm một màu nữa là màu nút nha. Màu nút và màu đen. Chị nào lấy chụp lại giùm em. Ok chưa? Màu nút và màu đen. Chị nào lấy chụp lại giùm em. Đó, nên là nhà có hai mã này, chụp lại giùm em nha. Đó, còn chị nào vừa kêu là có túi to không, chị muốn túi to dạng gì ạ? Chị muốn túi to dạng gì chị? Nếu mà để nói về túi to thì em nghĩ là nhà em đang sở hữu những cái mẫu túi to đẹp nhất. Ví dụ như mã này. Đó, mã này là yếu sinh lý này, da bê siêu mềm. Yếu sinh lý, da bê siêu mềm. Size của cái này là size 40. Size 40 này. Siêu mềm này, ok chưa? Đó, chị nào lấy mã này này. Ví dụ chị nào mà cần để nhiều tài liệu, nhiều đồ ha. Đó, em ví dụ đây tập tài liệu này, để đây. Hộp thuốc này, để đây. Hộp thuốc này để đây. Các chị để vào cái túi này thì thoải con gà mái. Da bê siêu mềm mại. Đó, ok chưa? Các chị đeo này. Đó, không đẹp là không ăn tiền. Mã này không đẹp không ăn tiền nha. Mã này là 1550. Giống như cái chị đang cầm, cái này là hàng mới về. Bình thường là 1750. Nhưng mà hôm nay đấy, vì em hỏi, giờ này em nhìn này, 24 người xem, 25 người xem, không đáng bao nhiêu cả. Có khi chỉ bán được đơn hàng của em nếu như mà là em nhà ý mua. Để vì chuẩn bị chị đến giờ đi event rồi. Thì cái mã này sẽ để cho em là 1550. Ok chưa? Để cho chị nào lấy mã này 1550 này. Đeo dây đôi nha mọi người. Hoặc đeo dây 1 này. U táo bón nào con. Đó, đeo dây 1 này. Gì hả? Không, bảo cô Trang lấy bạc kiếm ba lại táo bón rồi. Lấy một viên táo bón uống nước đi con. Đó, bạc kiếm uống táo bón. Khổ ghê rồi đó. Đó, đi ra ngoài cho mẹ đi. Đi ra ngoài đi. Đó, thì cái này là để cho mọi người 1550. Là cái này nó có khóa này. Có đính vô nha. Còn không á, là chị có thể lấy sang mã này. Đây là mã yêu thích của em này, yếu sinh lý này. Đó, mã to yếu sinh lý này. Cái này cũng giảm cho chị còn 1550 luôn. Yếu sinh lý nha. Này, em còn lấy yếu sinh lý này không? Đây là túi huyền thoại này, các ngôi sao. Cái này bình thường rất là mắc, nhưng mà chị chỉ còn có vài chiếc thôi. Còn có vài chiếc lên chị để cho em 1550 luôn. Còn không là chị vẫn để 1650 cho khách. Nhưng mà vì em đã thích kỹ thì chị cho em một cái offer, một cái option là bằng giá với tiền 1550. Cái mã túi này nó sẽ có một cái túi bên trong là cái này ha, nó có một tập dề bên trong là cái này. Đó, mã này cũng 1550 thì có 4 màu. Màu đầu tiên này, đó, là màu đen. Màu số 2 màu kem. Đó, màu số 3 màu đen khóa trắng. Màu đen mà khóa trắng nha.
màu đen khóa trắng này, màu đen khóa gold này, thấy không? Hai màu rõ ràng, đen khóa trắng và đen khóa gold đó. Và cái này nó có một con nữa, đó là màu gold vàng. Thì mã này chị đều để đồng giá 1550, ok chưa? Trong các mã này, mã nào cũng sẽ có một cái túi nhỏ bên trong, đều cũng sẽ có một cái túi nhỏ bên trong như thế này nha. Nên em nào, bạn nào, chị nào, cô nào lấy cái mã này, đó, nó đeo vai như thế này mọi người. Túi này to, đựng tài liệu, đựng hồ sơ đi làm, đỉnh cao luôn. Đó, em là em rất thích cái túi yếu sinh lý đen này, ok chưa? Đó, chụp hình lại giùm em nha. Đó, còn con yếu sinh lý này nó có cái size nhỏ, là size nhỏ hơn. Đó, cái này size nhỏ hơn này. Đó, cái này size nhỏ hơn nha mấy chị. Đó, cái này size nhỏ hơn cũng 1550. Đó, chị nào lấy chụp lại giùm em, ok chưa? Tuy nhiên bên em có cái túi này là túi trà nồi. Cái túi này em còn 4 chiếc, nhưng mà cái này lại không hộp. Cái này thì không có hộp nha. Các mã vừa xong cái nào cũng có hộp, cái này thì không hộp này. Vẫn là da xịn da thật nha. Nhưng vì cái này là em về còn có 2 cái hay 3 cái gì đó, em xả kho mã này 1350. Mã này thì 1350 để siêu nhiều đồ này, một ngăn này. Hai ngăn, cái ngăn giữa nó có cái khóa này. Đó, ok chưa? Cái ngăn này để laptop được này. Ba ngăn này, ok chưa? Mã này sẽ để cho chị nào lấy 1350 vì em bị vỡ hộp nhá. Vỡ cái hộp nhưng cái túi không bao giờ gặp vấn đề gì cả. Nhà em bán hàng là để chuẩn. Để nói về túi to thì em nhá. Nhà em đang sở hữu. Thôi bây giờ em đi event đây. Bây giờ đến giờ em đi event rồi. Nên là tối em tối tí em về em like với mấy chị. Đó, chị nào lấy chụp hình lại giùm em. Đấy, chắc đi event cầm cái túi nhỏ nhỏ thôi nhưng mà chắc cũng không hợp. Không, cái màu nó không hợp với chị ạ. Đó, cái mã này là giảm còn 1050. Cái mã này giảm còn 1050 này. Đó. Siêu mini, siêu nhỏ nha. Chị nào lấy chụp hình lại giùm em. Đó, trời ơi. Giá mà cái này nó màu trắng ha. Màu trắng hoặc là màu xanh lục bảo thì y rằng đẹp. Đó. Ok chưa này, 1050 nha. Chụp hình inbox lại giùm em. Giờ em đi đây. Giờ em đi event sự kiện đây mấy chị. Rồi tí về em like sau nha. À, hay đeo cái này nhỉ? Hay là chiếc áo dài này mình đeo cái này mọi người. Chiếc áo dài đeo cái gu xì màu xanh lục này được không? Xanh lá được không mọi người? Cái này size 17 nha. À, cái này size 20 này. Đó, cái này size 20, chị nào lấy cái này này. Cũng giảm cho các chị này. Còn 1150. Mã này giảm còn 1150 nha. Đó, mã này giảm còn 1150 này. Nó có một dây đeo dài, một dây đeo ngắn nha. Màu xanh đẹp, dạ vâng, vì cái này còn vài cái thôi ạ. Con Gucci này còn vài cái thôi ạ. Đó. Và cái size to của nó nha là size 27. Đó, size to là size 27. Size nhỏ là size 20, size to là giảm còn 1350. Size nhỏ giảm còn 1150. Ok chưa? Đó, chị nào lấy chụp lại giùm em nha. Mã này là rất đẹp. Mã này là cực kỳ đẹp luôn. Vì là cái màu xanh này đang cực kỳ hot. Đó. Cán của nó là gỗ tre nha. Đó. Nó sẽ có một cái dây đeo dài. Đó, một cái dây đeo dài. Đó, và một cái dây đeo một cái xách tay. Đó, bên trong nó như này. Ok chưa? Chị nào lấy mã này chụp lại giùm em nha. Lấy mã này chụp lại giùm em. Giờ em phải đi sự kiện đây, không có muộn giờ. Sợ giờ có kẹt xe á. Bye bye cả nhà nha. Đó. Bye bye các tình yêu.